Diện mạo tổng thể của Mini Cooper Hatchback vốn không có nhiều thay đổi kể từ khi thế hệ thứ 3 ra mắt vào năm 2014. Tuy nhiên, phiên bản cập nhật mới nhất của Mini Cooper đã được cải tiến đáng kể đối với mọi biến thể mũi cứng, mũi trần, John Cooper Works hay Cooper SE chạy điện. Thay đổi lớn nhất trên Mini Cooper 2022 nằm ở đầu xe với miếng ốp nằm giữa lưới tản nhiệt được sơn cùng màu thân xe thay vì màu đen như cũ. Chi tiết này giúp chiếc hatchback cỡ nhỏ trông gọn gàng hơn. Mini Cooper mới sở hữu đèn pha LED tiêu chuẩn cùng các tùy chọn la răng 17 và 18 inch độc đáo. Phần đuôi xe cũng được đơn giản hóa tương tự đầu xe với nhiều mảng ốp cùng màu thân xe hơn. Trong khi đó, đèn hậu Union Jack đặc trưng vẫn được duy trì. Mini Cooper 2022 được bổ sung 3 màu sơn mới là xám Grey Metallic, xanh dương Island Blue và vàng Zesty Yellow. Ngoài ra, Mini cũng cung cấp thêm một số gói nâng cấp và tùy chọn trang trí cho chiếc hatchback, bao gồm phần mái xe nhiều lựa chọn màu khác nhau dành cho phiên bản mũi cứng, có cả những tùy chọn 3 tông màu kết hợp mang đến vẻ ngoài thú vị. Trong khi đó, gói Piano Black sẽ bổ sung thêm nhiều tính năng như viền đèn pha sơn đen rất phù hợp với đèn LED mới của Mini Cooper, viền đèn hậu, trục gương, tay nắm cửa, nắp bình xăng, huy hiệu, ống xả và trang trí lưới tản nhiệt cũng đều được hoàn thiện trong màu đen. Mẫu Johnny Cooper Works hàng đầu là phiên bản duy nhất của Mini Cooper 2022 không có ốp ngang ở lưới tản nhiệt cùng màu thân xe. Thay vào đó, mẫu xe hiệu suất cao này sở hữu lưới tản nhiệt hình lục giác ấn tượng hơn với hai khe gió lớn hơn. Ở phía sau, xe được trang bị cánh lướt gió cỡ lớn, các khe gió mới và cản sau cùng màu thân xe. Di chuyển vào trong cabin, bảng điều khiển của Mini Cooper 2022 đã được thiết kế lại theo phong cách đơn giản hóa. Các cửa gió điều hòa được định vị lại, các bề mặt được cập nhật, thêm viền nhựa đen bao quanh màn hình cảm ứng 8,8 inch tiêu chuẩn, có hỗ trợ Apple CarPlay. Khách hàng có thể mua thêm tùy chọn đèn nội thất mới, ghế bọc vải Light Checkered và vô lăng bọc da có sưởi. Về chuyển động, phiên bản Cooper mui cứng cơ sở được trang bị động cơ tăng áp 1.5 lít, 3 xi lanh như cũ, cho công suất 134 mã lực và mô men xoắn 220 Nm, đi kèm là hộp số sàn 6 cấp tiêu chuẩn hoặc tùy chọn ly hợp kép 7 cấp. Cooper S mạnh hơn một chút nhờ dùng động cơ tăng áp 2.0 lít 4 xi lanh cho ra công suất 189 mã lực và 281 Nm mô men xoắn. John Cooper Works tiếp tục là lựa chọn mạnh mẽ nhất với công suất 228 mã lực và mô men xoắn cực đại 320 Nm. Tương tự như vậy, những chiếc Mini Cooper SE chạy điện cũng không có thay đổi ở hệ chuyển động. Xe vẫn có 184 mã lực và 366 Nm mô men xoắn, có phạm vi hoạt động khoảng 177 km.